Em xin chào tất cả mọi người, em bên shop hàng Nhật đây ạ. Hôm nay lại vẫn như ngày thường, em lại lên tiếp mẫu tủ lạnh cho các bác. Cứ mẫu nào đẹp, mẫu nào VIP thì bên em nhập về, em lên cho các bác. Các bác xem tủ lạnh Hitachi mặt sơn. Con này mặt sơn phay mà nó đẹp như này thì các bác ạ. Thì bên em đã tuyển chọn rất kỹ càng về cái chất hàng tủ lạnh mà nó đẹp, nó VIP hay là nó đủ các chức năng mà hàng nó không bị chấm đến gì ở trên mặt cánh. Khi bạn chuyển về Việt Nam thì nó cực kỳ là khó đối với một con tủ mặt sơn. Bên thứ hai đó là cái con tủ lạnh Hitachi này mặt sơn phay như này thì cũng cực kỳ khó nữa, để tìm được một con tủ lạnh đẹp thì khá là khó, để mà vận chuyển về thì rất vất vả. Đây, các bác em hôm nay em, nhưng mà vất vả đến đâu thì bên em cũng đã chuyển về được một em siêu phẩm như này rồi. Các bác xem thấy đẹp không? Đẹp như thế này mà các bác không mua nữa thì các bác mua cái gì ạ? Đây ạ. Thì các bác nào mà còn chê sản phẩm là hàng cái này, hàng cái nọ kia thì chắc là em cũng không vào được, không thể phục vụ được các quý khách như vậy. Đấy, các bác nhìn xem. Thấy chưa? Hàng như thế này mới gọi là hàng, như hàng đẹp long lanh. Đây. Một thương hiệu của Hitachi đây. Khá là nổi tiếng này, đấy. Khí bấn điện tử này. Các bác nhìn này, có điều chế độ tiết kiệm điện này, ngăn mát này, ngăn đông này, ngăn làm đá rơi này, ngăn hút chân không tiệt trùng này, điều chỉnh chế độ lạnh chung của tủ này. Đây, em sẽ đi vào cái nội thất bên trong, đó. Các bác nhìn mê luôn. Đây các bác ạ, đây, nhìn đẹp không ạ? Khá là đẹp. Đấy, các bác nhìn này, các bác soi kỹ nhá. Khi các bác mua hàng nhà em thì các bác soi thật kỹ. Thì các sản phẩm nhà em quay lên thì đều là những cái hàng zin nguyên bản, về chất lượng thì các bác không phải suy nghĩ ạ. Thì chất lượng thì bên em bán bảo hành 15 tháng. Đây các bác nhìn cái khay đợt doang nó mềm nhũ luôn, doang nó phải như thế này, cái tủ mà doang lại cứng còng còng thì cái tủ đấy vứt đi. Đấy, cái hàng Nhật này. Cái đây em đang soi các bác, đây là cái ngăn mát. Ngăn mát này thì các bác có cái chế độ là recycle, là tuần hoàn gió này. Đấy. Ngăn hút chân không tiệt trùng này. Đấy. Cũng khá là đẳng cấp và công nghệ của nó. Nên là các bác yên tâm về cái chất lượng của nó. Đây, phòng mát này các bác để các cái đồ như là rau củ quả, thực phẩm chín, đồ thức ăn thừa, yên tâm không bao giờ hút là bảo quản là chế độ này thế nọ kia là nó hút, có ok không thế nọ kia. Nhưng mà ngăn này thì các bác để các cái chai lọ nhỏ nữa hay đồ khô, ui giời, quá tuyệt vời. Đây các bác soi kỹ nhá, các bác soi kỹ nhá, hàng em quay rất kỹ, không bao giờ quay theo cái kiểu ăn cắp ăn trộm. Các bác mua hàng nhà em thì các bác biết, các bác nào đã qua cửa hàng nhà em rồi thì các bác biết là hàng chất lượng, có phải suy nghĩ. Đây, em test đá nó đã rơi rồi, tháng qua nay đá đã rơi rồi. Để các bác dùng của Nhật thì các biết, hay là các cái đồ sản phẩm gì của Nhật thì các biết, quá là tốt, quá là bền, quá là tiết kiệm điện. Đây, một con tủ đẹp như thế này, em thì em không biết nói văn hoa gì đâu các bác ạ, nhưng mà hàng cứ về như thế nào thì em nói như thế, hàng có sao để em nói vậy, hàng như thế nào, hàng đẹp hay hàng không đẹp thì em cũng nói luôn. Đây, nhìn đồng của nó đây, đồng khá là đẹp này, khay nhôm này, khay mỏng này, giữ nhiệt này, ngăn rau đây, ngăn rau này thì lại có hệ thống đèn led vitamin đây, đây các bác nhìn này, khá là đẹp này, chia ra làm ba khoang này, một này, hai này, ba này, ba tầng luôn, khá là đẳng cấp, đây các bác nhìn, đẹp như thế này mà các bác bảo không mua thì mua cái gì nữa nhỉ? Hàng đẹp long lanh, bảo hành 15 tháng, miễn phí ship trong vòng 100 cây. Mẫu sản phẩm tủ lạnh Hitachi 480 lít này thì bên em đang bán giá 25 triệu, đời cao chót vót. Đây các bác xem, cho các bác xem thông số nhá. Đây các bạn. Đây. Cái thông số của nó đây, con này của nó là 480 lít và cao 1m82, rộng 65 phân, sâu 65. Đấy. Sản xuất 2020, đời khá là cao, made in Japan, sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 96W và công suất xả đá là 105W. Công suất tiêu thụ điện một năm có 180 kW thôi, khoảng 3 ngày, 4 ngày 2 số điện. Đấy, con này nặng một tạ, 96-97 cân. Nó gọi là một tạ luôn. Đấy, các bác nhìn con tủ 6 cánh 5 ngăn như thế này thì các bác để các cái đồ ồ đạc của nó thì hoàn toàn là độc lập, không có liên quan đến một cái trường hợp nào hết, như ví dụ ngăn rau để ngăn rau củ quả và ngăn làm mát để riêng, và ngăn cấp đông để riêng, ngăn để sữa để riêng, ngăn để kem để riêng. Nên là các bác yên tâm ở đây.
ngăn này là ngăn đá rơi, thì các bác cho nước đây, cho đây là nước ở đây thì đá nó rơi lên đây, thì các bác có thể để ngăn bên này làm ngăn cấp đông phụ, hay là ngăn để giữ chữ đá rơi đấy, hay là bác để cái ngăn này để làm cấp đông cứng cũng được, hay là để kem sợ, hay là sữa chua cho các bé nhà mình. Đây các bác nhìn cái răng những cái khay cái lề tích luôn, không bao giờ nó bị ấy, các cái tem nhãn nhác này của nó đẹp trong lanh như này, thì các bác bảo là hàng nó như thế nào. Anh chị em nào đang quan tâm đến mẫu tủ lạnh dùng cho 3 đến 7 người mà dùng cho gia đình thì có thể là alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0937445330, hoặc là bác nào ở Hà Nội có thể là qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem hàng ạ. Bên em luôn luôn mở cửa để phục vụ khách hàng kể ngày thứ bảy chủ nhật. Các bác qua xem thì các bác cứ alo trước cho em ở số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Đấy, số điện thoại của em và Zalo là số điện thoại là 0937445330. Số điện thoại luôn luôn em cầm ạ. Đấy, các bác các em quay tiếp một lần nữa ở bên ngoài để các bác nào mà xem mà có thể là lựa chọn một con tủ đẹp cũng ý là như cho mình. Con Hitachi 480L này sản xuất 2020, bên em nó bán giá 25 triệu, bảo hành 15 tháng. Em xin chào, hẹn gặp lại.